Ok, hello, chào mọi người đã quay trở lại với channel của mình là Kuro Gaming đây. Thì hôm nay thì mình sẽ gọi là cho mấy con dân làng của mình nó làm việc các bạn. Đầu tiên thì ở đây thì ủa. Thì mới vô tự nhiên có mấy anh đang múa múa các bạn. Rồi ngủ luôn không? Ok, thanh niên ăn rồi. Cái khu vực này thì zombie xuất lộn, mấy cái con này xuất hiện khá là nhiều các bạn. Sao nó ăn lâu thế? Ok, nằm xuống, ngủ đi. Ok, bây giờ thì mình sẽ cho một anh, hai anh bánh mì đây. Ơi! Vina hâu à, ăn gì nhiều thế ông nội? Ok, bây giờ thì chết rồi, tôi phải lấy cái giường cho mấy thanh niên này các bạn à, chứ không ổn lắm. Bây giờ thì mình nghĩ là mình sẽ lấy mấy cái giường cho mấy anh dân làng này để ngủ các bạn à. Chứ mình thì mình bó tay rồi đó. Chứ nó chạy lanh quanh, ui cái chạy. Nó chạy xung quanh đây các bạn à, mình sợ nó chết đấy. Ui, giường còn không ta? Để mình đi xung quanh mình xem còn cái giường nào không nha. Chắc là ở dưới nhiều các bạn, ở dưới mình chưa vô cái phòng này sao nè. Đây một đống luôn này. Mình sẽ lấy hết mấy cái giường này mà không cho dân làng ngủ các bạn. Mình sẽ cho dân làng của mình ngủ thôi. Mấy anh dân làng này không được ngủ. Không được ngủ. Ok, được 4 cái giường nữa các bạn. Bây giờ thì đặt giường ra thôi. Thì cho mấy anh này vô tập hợp ở đây các bạn ơi. Sắp tới mình sẽ tạo một cái ruộng ở chỗ này nè cho mấy anh dân làng. Đây, 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 đây. 4 cái. Cái này thì cái gì vậy trời. Ok, bây giờ thì mình sẽ lên thiên đàng trước các bạn. Trời sáng rồi mọi người ơi. Trời sáng thì bây giờ thì mình sẽ dắt mấy con này về. Trời ơi, nó đi lắm mất à. Trời ơi, chắc chết tôi mất rồi. Không ổn rồi. Ai. Bây giờ mình sẽ lấy gậy ra và mình coi còn cái hàng rào không ta. Lúc trước hình như mình còn dư rất là nhiều hàng rào với đá các bạn. Mình sẽ lấy ra hết luôn. Mấy cái nào sẽ cất cái trong đi. Tại vì bây giờ mình chưa cần lấy ra đâu. Ờ, đây hàng rào đây rồi. Cái mình cần là hàng rào này. Với cái này. Ờ, kiếm hả? Ờ, ok. Bây giờ thì mình không biết là mấy con này nó có mặc giáp được hay không nữa. Chắc là không đâu ha. Bây giờ thì mình cần phải làm cái hàng rào đó các bạn à. Ý. Mình cho thanh niên này ấy được rồi các bạn. Ồ. Từ từ nha, mình coi coi, cho anh điền được không? Vẫn cho được nè, mình sẽ cho cái cúp thử. Từ từ. Chắc là mình sẽ để cho cái đường này đi cho mấy anh dân làng đi các bạn à. Chứ mình không nên khóa lại ha. Chết rồi. Mình khóa lại thì mấy anh dân làng không đi ra ngoài được. Mình cần phải mở rộng ra. Cái khu này mình không muốn cho mấy con dân làng sa mạc vô đâu. Trời ơi. Nhìn nó sao sao các bạn à. Mình sẽ sửa lại khu vực cái này cái đã. Đây, bây giờ thì cho dân làng này chẳng có sẻ được không? Sao ông dân làng này không làm việc được à? Thì bây giờ mình cho mấy anh này thử cầm cây kiếm được không? Úi, được này. Mấy anh này chỉ cầm kiếm thôi. Thì có cầm được cái này không anh? Từ để mình đi tìm mấy cái anh dân làng còn lại đã. Mình không biết là... Ok, vẫn được nha. Trong đây chắc chắn là an toàn rồi, không sao cả. Ra cầm cúp à? Không chịu luôn. Thì chắc mình đi làm cái kiếm cho mấy anh nhiều quá. Có một có mấy cái con dân làng này thì mình nghĩ là có một con sẽ nhận giáp, một nhận kiếm gì đấy, một con nhận cái cúp. Bây giờ mình sẽ chế tạo được thật là nhiều mấy cái vũ khí cái đã. Bằng sắt đi ha, chứ mình không muốn tốn bằng cái kia đâu. Nguyên liệu khá là tốn các bạn, mình không muốn chút nào cả. Ok, bây giờ thì sắp xếp lại đồ thôi. Chế tạo cho mình khoảng rìu nè, sắt nè, hai cây nè, hai cây kiếm luôn. Ok, thêm cây kiếm nữa. Thiếu gì nữa ta? Mình thiếu sắt à? Nếu mà ủa, mình nhớ có nhiều sắt lắm các bạn à. Hình như là hết hay sao á, sắt nhiều hay không thì không biết nữa. Ok, còn bao nhiêu thì mình sẽ chế tạo cho cái này đi. Rìu, rồi cái xẻng. Ok. Bây giờ thì cho mấy anh làm nhiệm vụ thôi. Ok, ra được à? Ai cho ra mà ra? Không được ra. Đi chỗ khác. Nó ba cu ra đây được các bạn à.
Mình tụi mình nhảy không có được nè, mình nhảy không có được mà nó ảo ma thì mình không cho nó ra đây các bạn. Nó ra đây thì nó bị mấy con khác tấn công á, mình sợ nó ra sa mạc là mấy con Junkrat nó làm phát cho chết queo luôn này. Đi đâu vậy anh? Đi lấy gỗ hả? Chắc mình đi lấy gỗ thì chắc mình lấy gỗ thì bỏ đâu ta? Chắc mình làm một cái rương cho mấy anh này quá. Ok. Hiểu 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 hiểu, mình hiểu cái công dụng của mấy con dân làng này các bạn à. Có nhiều con thì mình vẫn chưa hiểu lắm. Nó đi lanh quanh mình tưởng nó phá hoại không à. Cái con này bị kẹt luôn nè. Cho nó cây rìu luôn. Đấy, làm thiều phu ha. Đi chặt gỗ cho mình nha. Mình sẽ để cái rương ở trong cái khu vực đó các bạn. Còn anh dân làng này chắc dụng gì? Ơi, trả kiếm kim cương cho tôi. Ông ơi. Chết rồi. Trả kiếm kim cương cho tôi. À, mất cái kiếm kim cương rồi. Giết nó lấy lại cái kiếm kim cương được không ta? Trả kiếm kim cương này. Trời ơi, tụi mất cái kiếm kim cương chứ. Hên nó trời, hên cho mình đó bạn, tụi mất cái kiếm kim cương à. Đây bây giờ mình sẽ cho anh này cầm cái cây kiếm này. Đó, bây giờ dân làng của mình ha. Ấy, mất máu. Mình cần làm một cái rương nữa các bạn à. Mình cần gỗ là cái rương cho mấy anh dân làng này để mà có thể đi đựng gỗ cho mình á. Mình đang khá là phân vân là cho mấy cái con này cầm cái xẻng các bạn. Hiện tại là nó đang cần xẻng hả sao á. Không biết tại sao nữa. Nó đang cầm rìu mà tại sao lại cầm xẻng nhờ. Thì mình cứ làm theo ý nó thôi là được rồi. Nó chặt gỗ nè. Ok. Này nha, đừng có chặt cái cây cổ thụ của tôi nha. Cái cây cổ thụ này là trồng lên hơi bị lâu đấy. Ông mà chặt đi là tôi tiễn ông đi luôn. Cái cây ở nhà mà cũng đi chặt nữa hết trời. Ông này thì cần cái giường nè, mình sẽ lấy cái giường cho ông này. Tự nhiên lại cần cái giường ta. Đưa cái giường cho ổng à. Không biết phải không nữa, chắc mình đập thử đưa cái giường cho ổng coi, tại vì ổng yêu cầu nè. Đâu phải. Giường ở trên này mà ta, sao mấy ông này ổng đi lâu lanh quanh vậy nhờ. Không hiểu luôn. Cái khu này nó khó 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 là đi này. Bây giờ mình phải sửa lại mới được á. Cái xẻng thì mình đưa cho mấy ông kia hết rồi. Đập bằng tay luôn vậy. Mình thấy cái bão cát này nó ồn thật sự luôn các bạn à. Nó tiếng nó lớn quá à. Mình cần phải cấm đố xung quanh đây để mà không cho mấy cái con kia xuất hiện các bạn. Duy đứng thôi là xuất hiện bão cát rồi nè. Cái con Jun cát chứ. Mình chỉ sợ là tấn công cái con dân làng của mình thôi. Chứ mình đâu có sợ cái gì đâu. Bây giờ mình cần cấm đuốc cái đã. Thì mấy anh dân làng này, trời ơi, không làm việc mà đi ngủ này. Coi này. Ê, 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 bậy rồi bạn ơi. Bạn bán cát cái đây bạn bậy rồi. Sao có thể có những người như vậy nhờ. Con này không kiếm chuyện thì lại muốn đánh nhau. Này thì, này thì. Ê, ê, từ 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 từ. Thì thử là cái con Junkrat này á, mình cứ tưởng là nó giết một lần á là nó xong rồi, nhưng mà ngờ đâu các bạn là nó còn mấy con khác nữa. Nó kiểu như là nó vô hạn số lực, nó vô hạn á mọi người. Mình ghét cái con này ghê luôn á. Cái con này nó phá cái khu vực nhà mình này, các bạn thấy không? Trời ơi, chết đi chết đi chết 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 chết. Ok, mình chết, nó cũng chết luôn. Nhưng mà giết nó được kinh nghiệm thiệt, nhưng mà mình không thích kiểu này lắm các bạn ạ. À, do nó phá cái nhà của mình các bạn thấy không? Ý, bây giờ mình cần chế tạo cái xẻng cho mình cái đã. Mình sẽ trong đây là không được quyền có cát, nhưng mà người có cát thì sắp tới con Jun cát nó sẽ spam bô nó trong này đấy. Trời. Đập đi. Ui. Mà nó spam bô trong này là mình thấy nó khá là nguy hiểm các bạn. Mình cần phải lắp lại bằng cát. Không ổn lắm. Cái này mình vẫn thấy không ổn lắm. Cho miếng gỗ đây đi. Đây. Ý, nó cứ vô đây không mà mọi người khó chịu thật sự á, mình phải đào hết đống cát dưới đây mới được đúng không? Rồi ok, hết chưa?
Mình thì mình cũng không biết tại sao mấy con này nó đi vô cái khu vực bão cát làm cái gì nữa. Bão cát đó mọi người, mình thấy nó sao ấy, nó gây ảnh hưởng đến mấy con dân làng của mình nè. Gỗ thì nó không có nhặt luôn mọi người. Làm ăn kiểu vậy đó. Nó chặt cái gỗ xong á là nó vứt đây luôn nè. Nó để mình đi nhặt ạ. Chứ mình cứ tưởng là nó đem về cái rương cho mình nữa chứ. Ê, chà chà chà. Sai lầm mà các bạn ơi. Dân lắm, cái dân làng này ngố à. Chứ hôm sau bạn càng đông thì càng vui mà. Mà vui thì mới có sức sống chứ. Ok. Bây giờ thì mình sẽ bỏ những cái này vô đây các bạn. Nó con dân làng này nó chỉ chặt thôi mọi người, nó chặt gỗ xung quanh thôi à. Chứ nó không có đem gỗ đi cho mình. Làm cách nào mà để mình có thể hồi máu được cho con này các bạn? Nó cần giường nè, nhưng mà nó không vô được các bạn à. Mấy con này nó lú sao ấy. Ok, muốn vô thì đi này là bạn ơi. Đường này. Nó kẹt đây luôn rồi các bạn à. Trời ơi. Nó đi ra được nhưng mà nó không đi vô đây được các bạn. Đấy. Ok. Anh ơi. Trời ơi. Anh lú, anh cũng lú vừa vừa đó chứ. Anh đi đâu đấy? Tối rồi, vô ngủ nè, đường vô chỗ này nè nha. Anh ơi. Anh đi đâu đấy? Anh ơi. Trời ơi. Ở đây thì mình mở cái đường đi, một cái đường nè, bên đây một đường, bên đây một đường nữa. Nhưng mà anh đi đâu đấy? Bên đó làm gì có giường mà cho anh đi ngủ? Ôi trời. Ây da, mấy anh này nữa. Trời ơi. À trời, dân làng gì đâu mà ngốc với gì vậy trời. Trời ơi. Cái giường bên này nè. Trời ơi, anh đi đâu đấy? Cái vật tổ làng này á mọi người, mình để đây mà sao mấy anh dân làng này không về ta? Điều khiển sao mọi người? Chịu luôn á. Bó tay thiệt sự luôn. Anh này anh lạc đường luôn, anh không thấy đường anh về luôn kìa. Ôi trời ơi. Anh ơi, giường bên này, đi đâu đây? Ý, anh dân làng này mang phiền phức quá các bạn ơi. Trời ơi. Cái đường đi vô rõ to luôn mà anh không đi các bạn, mà anh làm cái gì á? Thôi. Có anh làm gì anh làm đi mọi người. Mình thì mình chỉ cứu giúp được tuần này thôi. Bó tay chấm cơm rồi. Ok các bạn, mình thì mình có một cái thông tin này các bạn. Đây là một cái bão cát nó cuốn qua thì cái lều của mình nó bị hư luôn các mọi người. Và nó như thế này nè. Đó, nó như thế này nè. Nó như vậy luôn đó. Đấy. Nhưng mà đặc biệt của mình đó mọi người, là sau khi mình gọi là cứu giúp cho dân làng, triệu hồi dân làng hay là cứu chữa bệnh cho dân làng đó mọi người, là nói kiểu vậy nè. Trời, nó đần gì đâu luôn. Ok. Bạn nào muốn mình làm về cái gì trong sinh tồn nữa thì các bạn cứ bình luận phía dưới ha. Mình thì mình vẫn đang cố gắng bảo vệ dân làng đây. Nhưng bảo vệ thì mấy con này, mấy anh dân làng này nó bị sao các bạn à. Bảo vệ mà mình muốn bảo vệ lắm cơ nhưng mà bị lù bị lú gì đấy, cũng bó tay luôn. Tí nó bão cát xuất hiện nữa thì mấy anh này chết chết chắc 100% luôn. Đánh cứ đi vô mấy cái bụi cát này thôi, hồ hồ không biết đường về luôn. Ảo ma đó các bạn. Ok, và nếu mọi người thích video của mình thì mọi người đừng quên cho mình xin một like và đăng ký kênh nữa nhé. Giờ thì bye bye mọi người, trong video tiếp theo nha. Trong tập này thì mình chỉ làm cái hàng rào cho dân làng thôi. Thì mình cũng vẫn chưa nghĩ ra cái ý tưởng gì hay ho lắm. Nếu mọi người muốn mình làm được cái gì đó thì mọi người đừng bình luận phía dưới giúp mình nha, để mình cố gắng làm cho mọi người xem nhá. Giờ thì bye bye, chờ mọi người trong video tiếp theo nha.